Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng dân Do Thái rằng: Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời. Và bánh ta sẽ ban chính là thịt ta để cho thế gian được sống. Vậy người Do Thái tranh luận với nhau rằng: Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được? Bây giờ Chúa Giêsu nói với họ: Thật, ta bảo thật các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt con người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì có sự sống đời đời, và ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt ta thật là của ăn và máu ta thật là của uống. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì ở trong ta và ta ở trong kẻ ấy. Cũng như cha là đấng hằng sống đã sai ta, nên ta sống nhờ cha, thì kẻ ăn ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ ta. Đây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, Ngài khen Chúa. Ông bà, anh chị em thân mến, trong văn học Việt Nam có một tác phẩm rất là nổi tiếng, đó chính là tác phẩm Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du. Trong Truyện Kiều này có đoạn nói về tiết Thanh Minh, là cái tháng, cái dịp mà người ta đi tảo mộ. Thì nói về Thúy Kiều là nhân vật chính trong cái Truyện Kiều, thì khi đi tảo mộ, Thúy Kiều gặp một cái mộ của Đạm Tiên. Đạm Tiên cũng là một ca nhi, tài sắc cũng vẹn toàn. Thế rồi bây giờ cái mộ của Đạm Tiên mà trong thơ Thúy Kiều, trong thơ của Nguyễn Du, trong Truyện Thúy Kiều gọi là dầu dầu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh, nghĩa là thấy ngôi mộ ngày hôm nay không có ai làm cỏ, không ai để, rồi có cọng cỏ thì vàng, có cọng cỏ thì xanh, rồi ngôi mộ cũng không có ai đốt nhang trong cái Tết Thanh Minh đó. Thì Thúy Kiều khi nhìn vào cái ngôi mộ của Đạm Tiên thì Thúy Kiều làm thấy thương cảm cho một kiếp người, cho một kiếp ca nhi. Để rồi khi còn đương thời, còn trẻ trung, thì bao người đưa kẻ tiếp. Rồi Thúy Kiều khi nhìn vào ngôi mộ của Đạm Tiên thì liên tưởng đến cái cuộc đời của chính Thúy Kiều. Cái cuộc đời này mai này sẽ ra sao? Hay cũng như thế này, có ai làm cỏ ngôi mộ, có ai đốt nhang, có ai đốt hương cho mình không? Vậy thì ngày hôm nay là ngày 2 tháng 11, giáo hội dân thánh lễ đặc biệt để cầu cho các đẳng linh hồn. Vậy các đẳng linh hồn là ai? Thưa là những người đã chết mà còn đang trong thời gian thanh luyện. Vậy thì trong nguyên tháng 11 đối với người Công giáo là một tháng đặc biệt, đặc biệt để sống mầu nhiệm các thánh thông cống một cách rõ nét nhất. Mà hôm qua ngày 1 tháng 11 là nói về giáo hội khải hoàng, đó là kính nhớ các thánh nam nữ. Rồi hôm nay là nhớ đến những người đã mất mà còn đang trong thời gian thanh luyện, mà mình gọi là các đẳng linh hồn. Trong đó có ông bà tổ tiên. Nếu mà trong khoảng thời gian này mà không có đại dịch thì hầu hết các nhà thờ mà có đức thánh đó, có nghĩa trang đó, thì cha sở và họ đạo đã cùng nhau làm lễ ngày hôm nay tại ngay cái đất thánh
Và những người con cái thường họ đứng gần ngay ngôi mộ của ông bà tổ tiên mình. Vậy thì cũng giống như Thúy Kiều vậy, khi mình đứng ở trước những cái ngôi mộ ông bà tổ tiên, ngôi mộ của những người thân mình đã mất, thì con cũng có những cái tâm tình chứ. Nhìn vào những ngôi mộ này, vậy thì con có những cái tâm tình nào? Thì tôi xin chia sẻ với ông bà anh chị em một cái tâm tình đầu tiên khi đứng trước những cái ngôi mộ của những người đã mất. Tâm tình đầu tiên đó là cái chết là một định mệnh. Đúng, ai trong chúng ta cũng không thể thoát khỏi bốn cái giai đoạn mà người ta vẫn thường hay nói: sinh, lão, bệnh, tử. Khi có người ta sinh ra là đã chuẩn bị cho cái ngày chết đó. Vậy thì người ta đã dùng nhiều cái hình ảnh lắm để nói về cái cuộc đời. Có người người ta diễn tả cái cuộc đời như là một cái bản nhạc vậy. Có lúc thăng trầm, có lúc thăng, có lúc trầm, có lúc du dương bay bổng, có lúc âm thầm lặng lẽ. Rồi có người lại có cuộc đời giống như là một cái chặng đường với nhiều cái nỗi đau khổ. Nhưng mà tôi vẫn thường thích nhất là cái hình ảnh mà ví cuộc đời giống như là một cái quyển lịch vậy. Cuộc đời giống như một quyển lịch, mỗi ngày mình xé đi một tờ. Là mỗi ngày mình biết rằng cuộc đời mình ngắn đi một ngày. Và mình gần hơn, mình gần hơn về với đất, mình gần hơn với cái chết ngắn hơn. Thì một năm 365 tờ được xé đi, rồi lại tới một cái quyển lịch tiếp theo là quyển lịch thứ hai, rồi tới nhiều quyển lịch, vài chục quyển lịch, rồi cuối cùng con cũng sẽ tới tờ lịch cuối cùng của cuộc đời con. Ai cũng có cái tờ lịch cuối cùng đó cả. Nhưng mà có khi đôi lúc mình sống chưa chắc gì hết một cái quyển lịch. Vì thế mà trong tin mừng Chúa Giêsu hay kêu gọi người ta phải biết thức tỉnh. Vì Chúa đến vào lúc mà người ta không ngờ, vào giờ mà người ta không biết. Chính vì Chúa đến bất ngờ như vậy mà mình hay có cái câu: mái đầu bạc tiễn mái đầu xanh. Hoặc là trong kinh nguyện của người miền Bắc, trong kinh cầu hồn có cái đoạn: lá xanh lá chín cũng một chúa cây, người muốn lấy lá nào chẳng hề chín hay là xanh. Qua những câu đó cho thấy rằng tôi cũng sẽ nằm dưới nấm mộ như những người thân tôi hôm nay, và tôi cũng sẽ chết như những người bạn bè của tôi đang nằm dưới nấm mộ này, tôi đang đứng ở đây. Vậy thì một cái điều chắc chắn trong cuộc đời: tôi vẫn đang đứng đây, tôi vẫn sống, tôi vẫn thở, nhưng chắc chắn tôi sẽ chết. Điều quan trọng không phải là chạy trốn cái chết. Mình không thể chạy trốn được đâu. Mình không bi quan về cái chết, mà là mình phải làm sao để cho cái chết của mình có ý nghĩa. Đó là tâm tình thứ hai mà tôi muốn chia sẻ với ông bà, anh chị em. Phải sống làm sao cho cái cuộc sống mình có ý nghĩa. Chính Đức Khổng Tử, ông nói một cái câu mà được nhiều người nhắc đến. Đó là: khi tôi sinh ra thì tôi khóc mà những người xung quanh tôi cười. Rồi khi tôi chết đi, tôi sống làm sao để khi tôi chết đi tôi cười mà những người xung quanh tôi khóc. Vậy thì cái cười của cái người mà chết đi cười là cười mãn nguyện. Cười vì con đã hoàn thành một sứ mệnh mà Thiên Chúa trao phó cho con. Cười là con đã hoàn thành một cái kiếp người, mà một cái kiếp người sống có ý nghĩa. Sống đã hoàn thành được bổn phận. Sống có ý nghĩa là sống làm sao? Thưa, sống có ý nghĩa là sống mà biết yêu Chúa, yêu người. Sống mà sau khi con chết, con mãn nguyện con cười mà bao người xung quanh con phải tiếc thương con mà khóc, đó là một cái chết có ý nghĩa. Một cái chết mà người ta vẫn thường hay gọi là một cái chết lành. Đối với người Công giáo, cái chết lành là cái chết mà trong tình nghĩa của Thiên Chúa. Vậy thì chúng con cũng lấy một cái hình ảnh minh họa trong Kinh Thánh để cho thấy được phải sống làm sao để cuộc đời có ý nghĩa. Đó là hình ảnh của lão phú hộ và giàu có, và Lazaro nghèo khó.
Là phú hộ giàu có này không cần biết đến ai, chỉ cần biết mình là người có đồng tiền, rồi ngày ngày yến tiệc linh đình. Còn một Lazaro ngồi ngay cổng nhà lão phú hộ để cho con chó đến liếm ghẻ chóc, và chỉ ao ước ăn được những cái mụn bánh mà của lão phú hộ dư để ăn cho đừng đói thôi. Mà lão phú hộ cũng không màng đến người anh em đang cần con ở cạnh bên. Để rồi Lazaro không còn biết bám vào đâu. Khi người ta không còn để ý đến mình, khi người ta sống dửng dưng trong cuộc đời này, ông ta chỉ còn biết bám vào Thiên Chúa. Và cuối cùng tất cả, người giàu này cũng chết và người nghèo này cũng chết. Và cái chết thì đưa đến hai cái kết quả khác nhau. Lazaro nghèo khó thì được đưa vào lòng Abraham, được hưởng hạnh phúc. Còn lão phú hộ thì phải rơi vào lửa thiêu đốt. Lúc đó mới thấy, trong cái cuộc sống thường ngày, khi Chúa cho con ở trần gian này, cái thời gian sống là con làm công việc lành phúc đức cho con. Con làm những cái việc mà con có thể làm được ngày hôm nay, khi con chết đi thì con không còn làm được nữa. Ước mong chúng ta đừng sống theo cái kiểu mà chỉ tồn tại mà không sống. Sống theo cái kiểu tồn tại mà không sống, đó là sống theo cái kiểu mà không biết đến ai hết cả. Sống mà như một cái lập trình vậy. Cuộc đời mình sống ở trần gian này đâu có phải là sinh ra, lớn lên, đi học, trưởng thành, lập gia đình, sinh con, già, chết. Đâu có như vậy. Đâu phải cuộc đời mình, đâu phải sống ở trên đời này là sống theo cái kiểu vô thần. Cuộc đời mình là có Thiên Chúa. Nếu mình sống như vậy thì có khác chi một cái máy đã được lập trình sẵn ngày này qua ngày nọ. Không khác gì một cái máy. Nếu mình sống không có tình người, mình sống không có tình Chúa, thì đúng là một cái máy, vì nó không có cái trái tim. Vậy thì mình phải sống làm sao để rồi khi mình chết đi, đừng có để người khác dùng hai từ mồ côi giống như Đàm Tiên. Đó là tâm tình thứ ba mà tôi muốn chia sẻ. Mình phải sống, phải dạy con cái, phải sống với mọi người như thế nào để rồi chết đi, đừng có bị người khác dùng hai từ Đàm Tiên. Ngày hôm nay chắc là những ngôi mộ đã được xây không giống như mộ Đàm Tiên ngày xưa. Không còn cỏ mọc, không có còn phải đi làm cỏ mộ hàng năm. Nhưng mà ngôi mộ của mình đó, làm sao mà chết đi vẫn còn có những đứa con, đứa cháu, nó có hiếu, nó đến, nó chùi thôi, nó lau chứ đừng có bị bụi cái ngôi mộ. Làm sao mà đến ngày 2 tháng 11 này, ngày cầu cho các đẳng, hay là ngày mùng 2 Tết cầu cho ông bà tổ tiên đó, ngôi mộ của mình có những đứa con cháu nó quây quần xung quanh, để mình đừng mồ côi. Từ mồ côi ở đây tôi không nói đến mồ côi phần thiêng liêng, mà là coi như bị mồ côi. Chứ vì người Công giáo mình có mầu nhiệm các thánh thông công, cùng trong một nhiệm thể của Chúa Kitô thì không có mồ côi. Nhưng mà mồ côi ở đây là linh hồn của mình bị bỏ rơi đó. Bỏ rơi vì ngày hôm nay con còn sống như thế này nè, con là bậc làm cha làm mẹ, có khi đang con là bậc làm ông làm bà, mà ngày hôm nay con cái của con không có đứa nào giữ đạo hết. Có những gia đình cha mẹ là biện bỏ, là những người làm việc nhà thờ đó, vậy mà tới con không còn đứa nào giữ đạo. Vậy thì đời cháu làm gì có đứa giữ đạo? Mà những đứa con không giữ đạo này, rồi khi mình chết đi thì đứa nào đọc cho mình một kinh lạy cha, một kinh kính mừng không? Chính nó còn không thuộc mà. Có nhiều cái đám tang mà khi làm lễ đám tang làm cho tôi cảm thấy chạnh lòng thương cho cái người mất. Nguyên tất cả con cháu rất đông mà không còn một đứa nào trong lễ đám tang của ông nội, ông ngoại mà còn được rước lễ cả. Không còn đứa nào giữ đạo, không còn đứa nào mà thuộc một kinh lạy cha nữa. Vậy thì mình có con, có cháu mà tự nhiên mình trở thành linh hồn mồ côi. Mồ côi ở đây là tôi nói ngày cắt đẳng, ngày dỗ, ngày cầu cho
Ông bà tổ tiên không có đứa nào biết sinh lễ là gì, không có đứa nào còn nhớ cầu nguyện là sao, không có đứa nào biết làm việc lành phúc đức nhường cho ông bà cha mẹ nữa. Vậy thì mình lỗi do đâu? Lỗi do cái hạt giống thối đi mà không sinh được nhiều bông hạt. Lỗi là do chính bậc làm cha khi còn sống, bậc làm mẹ khi còn đương thời mà không dạy con giữ đạo, không cho con cái tài sản đức tin, để rồi hôm nay con chết đi, ngôi mộ của những người xung quanh con có con cháu đứng vòng quanh ấm cúng vô cùng. Nhìn càng đông con cháu thì mình biết rằng càng nhiều con cháu còn vẫn còn giữ đạo thì nó mới đến ngay thánh lễ này, nó đứng bên mộ để đọc kinh. Còn mình không còn ai, ngày này qua tháng nọ vẫn nằm một mình, mà chỉ còn nhờ lời đọc kinh cầu nguyện của những người không phải là con cháu, mà trong khi đó mình có rất nhiều con cháu. Vậy thì phải xét mình lại ngày hôm nay. Đừng để khi mình chết đi người ta nói ngôi mộ này mồ côi, có con có cháu mà mồ côi, không có ai đọc kinh, không có ai xin lễ cho, phải nhờ người khác. Và cái tâm tình tiếp theo đó là tâm tình bình an và hy vọng. Mình đi theo Đức Kitô, mình có niềm tin vào Đức Kitô, khi con chết đi con được bình an. Con được bình an vì con tin rằng cuộc đời này ngắn ngủi, cái chết không phải là hết, mà cái chết là bước vào một cái sự sống đời đời. Như thánh nữ Teresa hài đồng Giê-xu trước khi chết nói với những chị em đang khóc, thánh nữ rằng: các chị đừng khóc, em chết là em đi về nhà với cha, em bỏ cái cuộc sống tạm bợ này để em bước vào một cái cuộc sống muôn đời, một cái cuộc sống hạnh phúc bên nhà cha. Vậy thì con người của mình rất là bình an. Con bình an khi con tin tưởng một cách tuyệt đối vào Đức Kitô, con tin tưởng vào sự phục sinh của Thiên Chúa. Người Công giáo mình bình an lắm nếu niềm tin con vững mạnh. Con tin sự sống này phải chết, sự sống này phải hết, nhưng con bước vào một cái sự sống muôn đời. Và cái hy vọng, cái bình an tiếp theo là con không sống một mình, mà con là người của giáo hội, con là người có đức tin, con được rửa tội, con được sống trong nhiệm thể của Đức Kitô, là mầu nhiệm các thánh thông công, những người còn đang sống cầu nguyện cho con, và những người đang sống kính nhớ và tôn kính các thánh ở trên thiên đàng. Các thánh ở trên thiên đàng cầu bầu cùng Chúa cho những người trong luyện ngục, cho các linh hồn và cho những người còn đang sống. Rồi các linh hồn thì không còn tự mình cầu cho chính mình được nữa, mà các linh hồn vẫn tôn kính các thánh và cầu cho những người còn đang sống. Có một cái sự liên đới mật thiết mà trong giáo lý vẫn gọi là mầu nhiệm các thánh thông công. Vậy hôm nay là ngày 2 tháng 11 và đặc biệt là trong tháng 11 này, giáo hội dành riêng để chúng ta sống mầu nhiệm các thánh thông công đó. Trong mầu nhiệm các thánh thông công này thì có các đẳng đang cần và đang chờ, vì các ngài đang được thanh luyện trong tình yêu của Thiên Chúa và đang đợi. Vì trong cuộc đời thì chắc chắn rằng ai nên khôn mà không dạy một lần. Thân phận có người dễ vỡ, cho nên chắc chắn có những cái lỗi lầm thiếu sót, mà trong đó có khi là các đẳng đang là ông bà tổ tiên cha mẹ mình, trong đó những người bạn thân, những người mà mình thân quen, chúng con phải cầu nguyện nhiều cho họ, cầu nguyện nhiều cho con để thay đổi đời sống, cầu nguyện nhiều cho họ tôn kính các thánh. Và nhất là khi cầu nguyện cho ông bà tổ tiên là con đã thể hiện sự hiếu thảo. Vậy tôi xin kết bằng câu trong kinh Tin Kính: tôi tin xác ngày sau sống lại. Amen.